Xin chào các em, chào mừng các em đến với chương trình Vườn Đọc số thứ tư, chương trình do Câu lạc bộ Ngôn ngữ và EQ thực hiện. Trong số này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện đời cây của tác giả Nguyễn Kiên. Đã bao giờ các em thắc mắc một cái cây lớn lên như thế nào? Nó đã trải qua những điều gì chưa? Hãy cùng lắng nghe câu chuyện để tìm câu trả lời nhé. Câu chuyện đời cây. Một hạt cây bé xíu nằm ngủ im trong lòng đất. Cho đến một ngày kia, hạt cây cựa mình thức dậy. Thoạt tiên, hạt cây lấy làm lạ lùng, không hiểu vì sao mình thức dậy. Có ai đánh thức mình chăng? Nhưng bao bọc chung quanh hạt cây chỉ có đất, mà đất thì lầm lì, không động đậy. Hạt cây bỗng hiểu ra rằng cái phôi mầm trong lòng nó đang nảy, làm bụng dạ nó bồn chồn không yên. Thế là mình đang bắt đầu cuộc sống của loài cây. Mình thèm muốn được trò chuyện biết bao, để rồi xem người đầu tiên mình gặp và trò chuyện là ai nào. Hạt cây thầm nghĩ như vậy, thì vừa lúc đó có cái gì trườn qua ngay bên mình chú ta. Hạt cây vội hỏi: "Ai đấy?" "Tôi đây, dùn đất đây." Cái phôi mầm đang nhú nhú thành mầm trên mình hạt cây, và qua mắt lá mầm, chú ta thấy trong bóng tối lờ mờ lòng đất cái thân hình dài thượt của bác run đất. Bác ta cứ không ngừng chun mình rồi lại giãn ra. "Chào bác run đất, bác đang làm gì thế?" "Tôi đào xới," run đất chậm chạp nói. "Công việc của tôi mà." "Cái công việc đào xới của bác xem ra nặng nhọc và buồn tẻ quá." "Vậy mà suốt đời tôi chỉ có mỗi một việc là đào xới thôi, anh bạn nhỏ ạ." Trò chuyện với bác run đất quả thật không có gì hấp dẫn. Sáng vẻ bề ngoài của bác ta tâm thường, thô kệch, còn cách nói năng thì cộc lốc, khô khan. Nhưng cái mũ mầm trên mình hạt cây bắt đầu nhú ra. Bụng dạ hạt cây càng bồn chồn, nóng nảy hơn, khiến chú ta không thể kêu lên với run đất: "Này bác run đất, bác với đất là một, còn tôi thì trái lại. Tôi chỉ muốn mau mau thoát khỏi đất thôi. Đất tối tăm và chật chội quá. Tại anh bạn yếu đuối và ngây thơ quá, nên anh bạn tưởng thế thôi." Run đất thẳng thắn nói. "Nhưng đất ở đây quả là bị lèn chặt quá thật. Để tôi đào xới cho nó thông thoáng ra." Run đất hì hục đào xới chung quanh hạt cây, thỉnh thoảng lại cất giọng khàn khàn hỏi: "Thế nào anh bạn, anh bạn có thấy dễ thở hơn không?" Hạt cây khẽ xoay trở thay cho câu trả lời, rồi chú ta bỗng đột ngột reo lên: "A, à, lạ lùng quá, bây giờ không phải tôi chỉ thấy dễ thở, mà còn như có cái gì tràn vào khắp người tôi, dâng lên đầy ứ trong cái ngọn mầm của tôi." "Vậy là ngọn mầm của anh bạn nhỏ đã vươn lên trên mặt đất rồi đấy. Chúc mừng anh bạn." Hạt cây định nói một câu gì với run đất, nhưng bầu trời bao la, xanh thẳm đột ngột hiện ra phía trên cao đã kích thích hai lá mầm nhanh chóng xòe ra, khiến chú ta choáng ngợp, không còn hay biết gì những điều xảy ra dưới chân chú nữa. Chẳng bao lâu sau, giữa bãi cỏ trải ra thoai thoải dưới chân đồi, người ta thấy nhô lên một cây non, và cây non lớn lên không ngừng. Mưa mùa xuân tưới tắm cho cây, những hạt mưa lấm tấm, thâm thấm ướt đầu cành, dịu dàng như những cái vuốt ve. Mặt trời mùa hè tỏa nắng, và nắng cùng với gió khua động vòm cây, những chùm tia nắng mới rực rỡ làm sao. Chúng lấp lánh lên gay gắt, rồi tan biến vào trong từng thớ lá, như vội vàng sục xã dòng nhựa tràn thân cây, hãy sôi sục lên, chuyển vận giạt xảo lên. Cứ thế, cây vươn lên cao vút, thân và cành lực lưỡng, tán lá tỏa rộng mãi ra, che dợp cả một mảng sườn đồi. Chim bắt đầu kéo đến làm tổ, sinh sôi, nảy nở thành đàn, ríu rít trên những cành cao chót vót. Vợ chồng tắc kè ẩn mình trong hốc nhỏ, giữa trà cây phủ đầy rêu. Chồn đào hang dưới gốc, kiếm ăn trên thảm lá mục. Rồi không biết từ đâu nảy nòi ra mấy anh chàng dây leo uốn éo, bám vào thân cây đồ sộ mà leo lên. Chẳng mấy chốc đã thành bụi dây leo tùm. Cũng không biết từ đâu nảy nòi ra mấy cô nàng tầm gửi, cứ đàng hoàng tỏa rễ trong các khe nứt thân cây,
hút nhựa cây mà phơ phất suốt đời. Nói tóm lại, cây đã trưởng thành, giống như một con người vững vàng, từng trải, bận rộn với bao nhiêu công việc, với bao nhiêu niềm vui và cả những nỗi bực mình. Bỗng một năm kia, xảy ra trận bão. Lần đầu tiên trong đời, cây gặp phải trận bão lớn đến thế. Gió gầm lên điên cuồng, chỉ trong khoảnh khắc đã tuốt sạch vòm lá cây rậm rạp, ném chúng vào giữa luồng xoáy lốc mù mịt. Đôi khi gió ngừng lại rồi đột ngột xoay chiều thổi giật lên, hung dữ hơn, bẻ gãy cả những cành cây khá lớn, lay vặn thân cây như muốn nhổ bật cây lên. Sau trận bão, cây vẫn đứng trên bãi cỏ xanh thoai thoải dưới chân đồi, nhưng chỉ còn trơ trụi thân cây và mấy mẩu cành ngang đã bị trẻ tướp. Vì trơ trụi, vỏ cây dần dần khô đi, nứt nẻ ra. Những ngày nắng đẹp, mặt trời vẫn gửi từng chùm tia nắng xuống cho cây, nhưng vỏ cây không giãn nở, giống như có khách quý đến gõ cửa mà chủ nhà không hay biết gì cả. Tia nắng lo lắng hỏi, cây ơi, cây còn sống không? Ngày nào tia nắng cũng hỏi, mãi sau lâu lắm mới nghe tiếng trả lời yếu ớt. Tôi còn sống, rễ của tôi còn bám trong đất và hút được nước từ dưới sâu lên. Trên thân hình tôi có những mầm ngủ, bởi vì khi tôi tươi xanh, những mầm ấy không bao giờ nảy ra. Nhưng bây giờ mầm ngủ đã thức dậy và nảy ra. Tia nắng tìm thấy ngay cái đốm xanh nhỏ xíu nhú trên đầu cành. Tức thì tia nắng tụ lại đó, nồng nàn, sáng chói lên. Cây rùng mình khe khẽ nói, bạn ơi, cái mầm xanh duy nhất trên mình tôi, nó còn yếu đuối mỏng manh lắm, bạn hãy dịu đi một chút nào. Lúc ấy, một đám mây trôi qua, mặt trời bị che khuất, chùm tia nắng hiền dịu lại, thì thầm, bạn thấy sao? Cây hình như muốn xoay trở cho mầm xanh nhú thêm, và cây nói thổn thức, tôi thấy tôi đang được sống lại cái bước khởi đầu đã xa lắc của đời cây. Ngày ấy, tôi còn là một hạt cây bé tí tẹo nằm im trong đất, và một bác sun đất. Tôi đã quên bác ta, không biết có cách nào gặp lại được bác ta. Sau lời thổ lộ ấy, cây không ngừng tỏa rễ đâm sâu lòng đất để tìm sun đất. Nhưng sun đất khiêm nhường, chỉ làm công việc đào xới quanh các hạt cây, giúp cho hạt cây nảy mầm đâm rễ, để rồi cây sẽ chẳng bao giờ gặp lại được bác ta. Câu chuyện đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em.